Kính thưa quý thầy cô và chào các em học sinh trường Trung tâm Giáo dục Hồng Bàng. Hôm nay tất cả các em học sinh của trường Hồng Bàng tụ họp về nhà của Xuân Thảo và Chí Dũng để cùng nhau hội ngộ mỗi năm một lần. Nhân dịp này tất cả các bạn cùng nhau học ra bài ca hội ngộ do Chí Dũng sáng tác. Kính mời quý thầy